không biết. Không biết, không biết vậy thì... Trời ơi, ông Tề ơi là ông Tề ơi. Đưa đây cái này cho tôi. Hôm qua có người đánh chơi trên bến đỏ như lúc để chơi. Ai dễ đẹp dưới nơi, con thuyền đầy mua nằm chắc trên cái lưỡi liền. Tôi tung tăng nhẫn nhơ, nó phất phơ phất phơ. Út ơi, ở đâu mà phất phơ? Em sợ dậy ngu ngơ, cây quả cho nhà mình. Đây đâu phải cửa trời, để em chơi là cảnh phất khơi khơi. Cái này là của mày, mày làm quốc sự. Quốc sự là cái gì không Tề? Bà Tề tới. Bà Tề đâu mày? Con nhỏ kìa. Bà Tề đâu? Dạ, đâu có bà Tề đâu. Chứ sao mày nói bà Tề? Thì hôm bữa con nghe bà Tề nói vậy. Mày làm tao hết hồn. Giờ muốn tha phải không? Lại đây. Lại đây biểu. Má. Má. Dạ. Ừ. Mấy ngày nay bà nhà tôi bả về bên ngoại. Con cái của tôi cũng mỗi đứa mỗi nơi. Ê, tối nay tôi ra tôi chơi. Dạ, dạ thưa ông Tề, tôi không dám. Có cái gì đâu mà không dám. Dạ, tôi một nách tám đứa con thì tôi không thể nào mà chia sẻ được. Tám thì tám, mà chia thì chia. Bà Tề ơi, ông Tề với má con. Bà Tề ơi, ông Tề, ông về. Qua mày nói bạn kìa. Tao về má mày hồi nào? Chẳng qua là tao thấy má mày hiu quạnh cô đơn, tao muốn động viên an ủi. Mày đừng có nói như vậy là không có được chứ chưa. Đi. Lần này không biết mà tao tha. Lần sau mà để tao bắt gặp cái thứ này là ở tổ một cung. Tụi bay. Yeah. Dạ. Chút xíu nữa tai họa rồi, con thấy chưa? Dạ con xin lỗi má. Thôi má mệt quá rồi, má vô ngủ trước nghe không? Hai đứa cũng tranh thủ vô ngủ sớm nghe con. Dạ. Út. Chị. Em giấu ở đâu mà hay quá vậy? Thì em đào một cái lỗ cạnh mép mương em giấu nó vô. Giỏi quá, em có chị thiệt là thông minh. Đợi má ngủ say, chị em mình lén rải truyền thân khắp xóm, khích lệ tinh thần của bà con mình đứng lên chống lại áp bức bất công. Đồng ý. Một, hai, ba, rải. Rồi tới năm 1937, tôi thoát ly gia đình đi theo kháng chiến, tham gia nhiều chiến trường gian khổ, từ miền Tây lên miền Đông, từ cực Nam Trung Bộ, khu 5, cho tới nội thành Sài Gòn. Và rồi năm 1939, đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời tôi. Tôi đã gặp anh ấy. Ừ.
với ba con nữa. Cảm ơn đồng chí. Cảm ơn. Út chừng nào về hả đồng chí? Chị Út đi công tác ở Trà Vinh, chắc về cũng sắp tới rồi đó. Mà nè, coi bộ sắp gặp người ta cái hồi hộp dữ à nghe. Tôi và Út ở cùng quê, cách nhau một xã. Trước kia tôi với Út có biết nhau, nhưng từ khi tôi đi hoạt động bí mật thì không còn gặp Út nữa. Mấy tháng trước được cấp trên cho về Sài Gòn chữa bệnh, tôi lại gặp cô ấy. Chút nữa là tôi không nhận ra luôn đồng chí à. Người ta lớn lên đẹp gái lắm phải không? Lớn lên đẹp gái ra. Mà nè, chị Út năm nay cũng 21 tuổi rồi đó. Còn lo tính chuyện gia đình đi, để còn yên tâm mà hoạt động nữa. Bệnh của đồng chí ba cũng đỡ rồi chứ? 10 phần đỡ 7-8 rồi đồng chí. Vậy thì tôi cũng mừng. Di chứng của những ngày bị bọn thực dân đày ra côn đảo đeo đẳng đồng chí ba không biết đến bao giờ. Đồng chí ba ráng giữ gìn sức khỏe, chặng đường tiếp theo còn gian khổ lắm. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí ba, uống nước đi. Cảm ơn. Chị Út về rồi kìa. Trời ơi, ra nói chuyện với người ta đi, còn ngại cái gì nữa. Nói chuyện đi, để tôi vô tôi nấu cơm cho ăn nha. Chào đồng chí ba. Chào đồng chí Út. Có chuyện gì mà hôm nay đồng chí lại về đây? Tôi đi công tác quan trọng, sẵn tiện đường tôi ghé thăm thăm chị Sáu. Mà tôi cũng muốn gặp Út để... Mời đồng chí vô uống nước. Cảm ơn đồng chí. Có chuyện gì mà đồng chí lại ấp a ấp úng vậy? À, thôi tôi biết rồi, có phải là anh Hải gửi lời thăm tôi phải không? Thì cũng có. Anh Hải rất quý Út. Anh muốn kết nối cho tôi và Út. Chưa cần anh Hải kết nối thì tôi và đồng chí vẫn hoạt động chung với nhau rất là ăn ý rồi còn gì. Để tôi cho đồng chí coi cái này. Đây. Đồng chí nhìn đi, rất là dễ thương. Cháu bé này là... Đứa bé này là... Là con của một người chị bà con. Chị ấy thường phải đi đó đi đây. Chuyện về mua bán, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác. Nên tôi hay dẫn cháu đi chơi và giúp cho cháu một tấm hình. Để xem tôi chăm sóc chị từ khi buôn bán giả dừa cho tới khi mẹ tròn con chuông, nên tôi thương cháu như con ruột của mình. Đồng chí nhìn đi, cháu rất là xinh. Rất xinh, xinh vô cùng, không ai bằng em biết không. Đề nghị đồng chí nghiêm túc. Thì tôi nghiêm túc mà. Cháu bé rất xinh, mà Út cũng xinh. Cảm ơn đồng chí. Út à, có khi nào Út nghĩ mình cũng có một đứa con xinh đẹp như vậy không? Chị Minh Khai cũng hỏi tôi câu hỏi đó. Nhưng tôi nói với chị rằng tôi sẽ không lấy chồng, vì có chồng, có con sẽ phải làm dâu, làm mẹ, sẽ ảnh hưởng tới công tác. Giống như chị đó, bé Hồng Minh còn đỏ hỏn mà phải về ở với bà con, cho nên em chọn chủ nghĩa độc thân. Vậy chị Minh Khai nói sao? Chị nói từ nói vậy sao phải. Nếu như mà người nữ cộng sản nào cũng chọn chủ nghĩa độc thân hết thì làm gì có cộng sản con cho được. Đúng, chị Minh Khai nói đúng á.
chỉ còn nói quy luật sinh tồn, gái hay trai lớn lên đều phải lập gia đình. Nếu như mà gặp khó khăn thì ta phải tìm cách tháo gỡ, thì đó mới chính là người cộng sản. Chứ sao? Út à, người cộng sản càng phải là một con người phải biết hy sinh nhiều hơn và yêu thương cũng nhiều hơn nữa. Sao biết tôi không yêu? Nói vậy Út có yêu hả? Sao đó giờ không nói? Có ai hỏi đâu nói. Giờ hỏi nè. Yêu mà yêu nhiều hơn. Nhiều. Tôi yêu mới tôi một đời vất vả. Yêu gia đình anh chị em tôi. Yêu bà con dòng xóm láng giềng. Yêu đồng bào tổ quốc quê hương. Còn yêu ai nữa không? Để tôi nghĩ coi. Nghĩ gì mà quá lâu. Đó không phải chuyện đùa đâu. Vậy nghĩ ra chưa nè? Ra rồi. Tôi không còn yêu ai. Đồng chí Ba sao vậy? Buồn. Sao buồn? Chưng hửng chứ sao? Chưng hửng cái gì? Ai biết đâu. Người gì đâu. Út. Gì Út đó. Ai cũng yêu thương gia đình, yêu quê hương đất nước, nhưng còn có một thứ tình cảm khác chỉ dành riêng hai người mà thôi. Tình gì vậy? Thì tình yêu đôi lứa. Đồng chí Ba. Tôi yêu đồng chí. Ơi, đồng chí. Anh yêu em. Không chỉ tình đồng đội cùng giàu sanh ra tử, cũng không vì chút lãng mạn qua lời thơ tiếng nhạc của tuổi mộng mơ. Nhưng từ khi gặp mặt thấy vui, xa nhau thấy nhớ, anh biết rằng trái tim anh đang rỗi nhịp để chờ hòa chung nhịp đập trái tim. Em đi về đôi khuya dài dầu, khi anh ta dương buông mình xuống bên chân cầu, là anh nhìn ta im lặng nghe lòng xót xa, đêm trắng thêm phố ngoài kia lá rơi đầy sân, biết em không về lòng anh cao dâng nỗi nhớ, đêm sương rơi điều tàn cánh anh biết rằng mình yêu. Trái tim đông đầy ước mơ dâng cho nóng nước, khi sớm thôn điều tàn thì xin gác lại tình. Ôi ơi, những hạt mầm lặng lẽ ngủ yên là để chờ buổi đông tàn tuyết tan mà đắm trời nay lọc. Khi đất rộng trời cao bừng sáng tia nắng mới thì trời biết sẽ đơm bông làm bức tranh quê rực rỡ. Ta không vì chút tình riêng mà quên tình chân thật, nghĩa đồng bao gió nặng thiên liêng, mà ta ôm từng hạnh phúc nhỏ riêng để chờ hòa với hạnh phúc chung ngày tàn đơn chinh là chúng mình cho nhau thêm sức mạnh niềm tin như giữa hạ xuân khe. Đã cạn nguồn vì sang thu thì mạch nguồn tuôn nước càng lấy đắng. Em ơi tiếng nô
còn xa nhưng ta cùng chung chí hướng, nhưng mình đã sánh vai nhau trong từ đánh tình. Dù hai phương nhưng mình vẫn trao nhau tình người âm ta riêng mình. Kẻ thù cho ta là cố ta không yêu thương cũng không. Nhạc trong thơ không chỉ toàn thối thừa, mà những người quen rất dần giả nghèo. Trái tim em mơ hồ em đã biết, nhưng giá diết nồng nàn anh luôn hướng về em. Nơi len lén sau rèm soi gương em chạy tóc ngâm khẽ bài thơ. Quá mỹ miều bên màu hoa mới phẩm như kiều, nói gì áo yên quá không khí. Như khoảng đưa vậy là